Sau khi Google công bố thành lập công ty mẹ Alphabet cách đây một tháng và trở thành một trong những công ty con của Alphabet thì nhiều người đã đặt câu hỏi về ý nghĩa của động thái này cũng như những thay đổi trong hoạt động của Google về sau. Trao đổi với FBNC thì đại diện truyền thông của Google tại Thái Lan, Việt Nam và các thị trường mới nổi cho biết việc làm này là cần thiết để Google làm mới mình trên con đường phát triển. Tại buổi gặp gỡ truyền thông vào chiều ngày hôm qua, ngày 8 tháng 9, bà Ami Gurubanya, giám đốc truyền thông và đối ngoại của Google tại các thị trường mới nổi, khẳng định việc Google tách riêng các mảng kinh doanh khác nhau và trở thành một trong những công ty con của tập đoàn Alphabet không làm ảnh hưởng gì đến hoạt động của Google hiện nay. Kể từ khi ra đời đến nay đã gần 10 năm nhưng Google không thay đổi gì nhiều và đây là lúc để Google làm mới mình. Mặc dù có đổi mới về cấu trúc, nhưng 99% nhân sự của chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Việc thành lập Alphabet chỉ nhằm tách riêng các hoạt động không thuộc chức năng tìm kiếm, để Google vẫn là Google với chức năng chủ đạo là tìm kiếm, đồng thời tạo cơ hội cho các công ty con phát triển các sản phẩm công nghệ mới. Cũng tại cuộc trao đổi này, Google đã chia sẻ những thông tin về mảng kinh doanh quảng cáo của mình, bao gồm quảng cáo văn bản, quảng cáo hiển thị và quảng cáo trên YouTube, vốn đóng góp đến 90% doanh thu của công ty. Trả lời thắc mắc về việc liệu Google có can thiệp gì không khi thông tin của một số công ty luôn hiển thị hàng đầu trong kết quả tìm kiếm, bà Ami khẳng định việc xử lý thông tin do nhiều yếu tố quyết định thông qua các thuật toán đã được lập trình và Google hoàn toàn không can thiệp vào quá trình xử lý tự động này.